Hôm nay ô tô 360 chúng tôi mời quý vị và các bạn xem các pháp sư người Huế phù phép biến cặp đèn pha xe ô tô từ cũ, hoen ố vàng cũ kỹ thành đôi đèn pha trắng sáng như mới. Không cần phải thay đèn pha mới, tiết kiệm cho chúng ta một khoản tiền mà nhiều người còn chưa biết. Đây là đôi đèn pha ban đầu khi chưa đánh bóng. Chúng ta có thể thấy đôi đèn pha này sau nhiều năm sử dụng đã bị hoen ố vàng rất mờ và cũ kỹ. Hãy chờ xem các pháp sư ra tay nhé. Đầu tiên là dùng dao lam, cạo bỏ đi một lớp đã bị ố vàng, hay gọi là lớp vỏ nhựa đã bị lão hóa. Đôi bàn tay tỉ mỉ của các pháp sư đã dần loại bỏ đi lớp ố vàng. Bước tiếp theo là dùng máy mài, hoặc có thể dùng giấy ráp to để đánh đi một lớp thô. Nếu có máy thì ta dùng máy cho đỡ vất vả vì quá trình này cũng mất rất nhiều thời gian. Sau lớp mài thô thì ta dùng giấy ráp loại mịn nhất để đánh, giấy ráp mịn kết hợp với nước để mài thật kỹ. Bước này là bước mất nhiều thời gian nhất vì ta phải đánh rất kỹ, đánh sao cho bề mặt của đèn pha bóng mịn nhất có thể. Sau khi đã trải qua các bước đánh bóng, cuối cùng là bước phủ nano. Bước phủ nano là bước nhanh nhất nhưng nó lại là bước quan trọng nhất vì nó làm cho mới và bóng đèn và bảo vệ lớp nhựa được bền hơn.
Và cuối cùng là thành quả mà chúng ta thấy được là đôi đèn pha ô tô đã trở nên rất mới. 10 điểm cho chất lượng. Thank you.